Đây anh em nhé, khi nào mà đủ đèn thì là sẽ 6 đèn. Đây này. Khi nào lúc nào nó cũng có mạng là nó 6 đèn nhá. Ví dụ như nó mất mạng này, nó sẽ còn 4 đèn này. Mất cái cổng lan này thì nó cũng mất. Đấy. Em cứ để ý 6 đèn này là được. Đây về file. mười sáu một không nhỉ? 16 10 gì? Chưa vào được. Bên vào được không? Báo sai mật khẩu. Ui, mật mẹ địa. Toảng. À đâu, không, em cứ để đấy đi. Đấy, phải để như thế. À, em đặt lên cái thang của anh này. Đấy, em đặt, đấy, rồi, đấy. Em đứng ở đây đi nhá. Để tí nó sợ có người ta đi qua. Dây này nguy hiểm lắm. Đấy em cứ ở đây đi. Đây anh em nhé, hôm nay tôi sẽ sử dụng cái đường cắp quang. Sử dụng cắp quang để kéo hệ thống mạng lan. Ở đây cái đoạn này là nó rơi vào hơn 100 m. Hơn 100 m cho nên tôi sử dụng cái đường cắp quang. Ui, để đéo xuống được. Để cho chặn lượng. Đoạn này đi hơi khoai. Ha ha ha!
Xin chào. Ờ, giỏi đấy. Cáo quá. Ơi, thêm chín nữa đây, kéo thêm chín nữa đây. À không, đây để anh kéo đó. Đâu nhỉ? À, để đấy à? Ở đây có mấy cái ổ điện này em. Có mấy chỗ để cắm điện đấy. All right.
Ờ. À. À em ở đấy à? Vâng. Được thì thế thì anh Tuấn ạ. Anh đưa đây để em thỏ lên. Ờ đây đây. 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 Được chưa? Cứ kéo đi. Kéo thêm tí nữa. Được rồi. Cái ổ mà cắm điện thì hết à? Ở dưới đây còn bộ ổ này, ừ. Mấy ổ ấy. À, để đây à. Tí anh kiểm tra lại xem cục này nó bị làm sao nó yếu nhá. Ờ, yếu. Cái cục này nhà này đang rủi. Cắm thêm chiều nào? Vâng. Thế để sự đéo tới. Cái này đang dùng gói 165 đấy nhưng mà có mỗi người nhà đây này. Nhưng mà xuống mới có 3-4 cái điện thoại kiểu mình ngồi chơi game ấy. Ờ. Nó giật. Bị lag à? Bị lag xem phim thế. Được rồi, thì anh kiểm tra cho. Anh kiểm tra luôn chứ. Nếu mà không được thì chắc là phải tăng quay cước lên. Chơi Free Fire à hay là chơi Liên Quân? Quân. Đầu thì đang kim cương chuẩn bị lên tin anh nhảy xong vẫn cứ mạng kém bắt đầu nó nhảy xuống giờ sao mất sao vậy? Vừa mới lên kim cương à? Lên tin anh rồi mà lại xuống. Em xoay cho. Đây. Nóng đấy nhỉ, chuyện này nóng. Chuyện này nóng. Thường thường là đang xếp rồi. Anh người đâu ấy? Anh ở trên Đắk Phúc rồi. Ừ. Ừ. Điện đây mới là vấn đề nhỉ. Nhưng mà cái dây này nó ngắn. Dương nhà còn ổ nuôi nào không Dương? Còn nhưng mà bố cho ấy rồi. Này. Cắm quạt ngủ rồi. Đây ổ đi. Thò được lên trên này không nhỉ? Thò được mà. Thò được lên trên này không? Thò vào cái... Bây giờ phải luồn vào đây. Thò lên. Thò lên nhưng mà cái dây kia của anh nó ngắn lắm. Để anh ra lấy đó. Anh đi đường này này, lên đường này. Thế nào? Anh đi vào nhà sao lên đi. Đây anh đi. Đây nhá. Tẩy bận hết rồi. Thank you.
Đây anh em nhá, có hơn 100 mét kéo mạng lan thôi nhưng mà phê phết. Trời này, trời hôm nay nó oi. Alo. Rồi rồi, ok. Được rồi, sắp được rồi. Đấy, phải khoan này cơ. Có cái mũi to của anh ở bên đấy, à mượn được mũi chưa? Em muốn đẹp thì em khoan đằng sau cái tivi ấy, thì nó sẽ không nhìn thấy dây. Hoặc là để tí nữa anh khoan cho được. Còn không phải khoan cao đâu, khoan là nhìn nó sẽ không nhìn thấy dây đi vào ấy. Khoan đằng sau tivi là được. Đấy thì anh bôi ra. Khoan đấy đã. Em đang định là khoan ở trên này. Khoan ở đấy thì dây đi vào nó xấu. Em khoan đằng này này. Khoan đằng ngay đằng sau tivi này này thì mình dây ở ngoài này đúng không?
nó đi thẳng xuống dưới này này. Thấp á, là diềm thấp. Hai mét cơ mà. Đến tầm này cơ mà. Ờ, thế em khoan đi, đây. Hay khoan từ trong ra. Ờ, tí nữa. Ôi thường đang bao khoan chấp dây đẹp hơn này, nó cứ ngắn vậy. Mất dây là đính nghi ấy, khâu đi hào lai chứ là bác Ninh. Nó đi sát vào tường này mà em. Sát vào tường mày. Nó đi sát vào tường này, nó có lòng thòng ở đây đâu. Tí nữa kéo gọn vào mà. Nó lòng thòng ấy. Không, đây này, nó như dây này này. Đây này, nó ép như dây này này. Nó ép thế này mà, tha hô chứ. Vâng. Thôi khoan đấy đi. Đây em bỏ cái tivi này xuống đi, để anh khoan ở đằng đấy là nó sẽ được mà. Có bỏ được không? Đấy. Em cứ kẹp, em dẹp gạt thằng này. Đấy, tầm này thôi, để anh khoan xong. Đấy, đi như này nó gọn. Thả luôn lên trên này. Thấp. Có, em dìm thấp. Trời này oi thế. Ờ. Right.
Vậy phải cảm ơn đi ạ, à? Cảm ơn biết đi cháu. Không nói khởi gì cảm. Ờ, em là lại cho cảm biết đấy chứ. Giờ lại tìm đi đây cảm ơn. Anh phải cụ há cụ cầu rồi. Anh này em phải là giấy hiền. Là giấy hiền đi cho nó. Anh này phải cầm hai ố luôn. Toàn có cái ố cắm đó nào. À thôi thôi thôi. Anh có thế. Anh có giấy á. Ơ ơ ơ thịt ạ. Đây nha, khi nào mà đủ đèn thì sẽ sáu đèn. Đây này. Khi nào lúc nào nó cũng có mạng là nó sáu đèn nhá. Ví dụ như nó mất mạng này, nó xem còn bốn đèn này. Mất cái cổng lan này thì nó cũng mất. Đấy. Em cứ để ý sáu đèn này là được. Đây wifi. mười sáu một không chưa vào được, bé vào được rồi, báo sai mất khẩu, ui mẹ điện toảng.